Bấy giờ cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật đa như thế, không có sự tạo tác. Phật dạy, đúng vậy, vì các sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện, vì sắc chẳng thể nắm bắt được nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được, vì thọ tưởng hành thức chẳng thể nắm bắt được nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện, vì nhãn xứ chẳng thể nắm bắt được nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được vì nhi tĩ thể thân ý xứ chẳng thể nắm bắt được nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được này thiện hiện vì sắc xứ chẳng thể nắm bắt được nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được vì thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng thể nắm bắt được nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được này thiện hiện vì nhãn giới chẳng thể nắm bắt được nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được vì sắc giới nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra chẳng thể nắm bắt được nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được này thiện hiện. Vì nhĩ giới chẳng thể nắm bắt được nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được. Vì thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt được nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được này thiện hiện vì tĩ giới chẳng thể nắm bắt được nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được. Vì hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt được nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện, vì thiệt giới chẳng thể nắm bắt được nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được, vì vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt được, nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được này thiện hiện vì thân giới chẳng thể nắm bắt được nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được vì xúc giới thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt được nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được này thiện hiện vì ý giới chẳng thể nắm bắt được nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được vì pháp giới ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt được nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được này thiện hiện vì địa giới chẳng thể nắm bắt được nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được vì thủy hỏa phong không thức giới chẳng thể nắm bắt được nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được này thiện hiện vì vô minh chẳng thể nắm bắt được nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được vì hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ ưu não chẳng thể nắm bắt được nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được này thiện hiện vì bố thí ba la mật đa chẳng thể nắm bắt được nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được vì tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa chẳng thể nắm bắt được nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được này thiện hiện vì pháp không nội chẳng thể nắm bắt được nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được vì pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh chẳng thể nắm bắt được nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được này thiện hiện vì chân như chẳng thể nắm bắt được nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được vì pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng tánh ly xanh định pháp trụ pháp thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghì chẳng thể nắm bắt được nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được này thiện hiện vì thánh đế khổ chẳng thể nắm bắt được nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được vì thánh đế tập diệt đạo chẳng thể nắm bắt được nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được